Rồi chào anh em Vision nha. Giới thiệu với anh em cấu hình làm cái nồi Thái. Xe này thì chạy rất nhiều rồi, bị tình trạng là tuột nồi, lì nồi, rung đầu nha. Thì mình sẽ cho anh em coi sơ qua phần cái nồi cũ. Nồi cũ bị cháy nồi nha. Đây, cái chuông nồi bị cháy tím chuông luôn nha. Tím chuông mòn hết sọc cái chuông nè. Xe này bào quá bào à. Bố thì bị tình trạng là mòn hết bố chai bố và bị kêu nồi luôn nè, rơ hết nồi nha. Đó. Dây pura thì bị nứt nữa ha, nứt hết rồi nha. Đó. Hai nhôm nồi thì quá mòn luôn, mòn lõm luôn nè, không còn cái độ phẳng nữa. Đó. Bộ bi thì mòn vuông góc rồi, kẹp trượt thì mòn hả bự lớn nè. Đó. Lọc gió thì nó quá dơ nha, lọc gió quá dơ rồi. Đó. Rồi, mình sẽ cho anh em coi cấu hình cái nồi Thái bên độ xe Việt Nam để cho anh em chơi nha. Thì nguyên bộ đầy đủ cho anh em luôn. Gồm phần cái lọc gió mấy nè, lọc gió Vinh Thái nè ha. Đó, Vinh Thái nha. Rồi. Phần cái dây mình sẽ đi cho anh em là dây Bando Nhật nha, Bando Nhật chủ xe ha. Đó. Bộ bi sẽ đi bi Bando Nhật cho anh em nhé, bên Bando Nhật ha. Rồi. Phần cái kẹp trượt Vinh Thái, bạc trượt mới. Nồi trước nồi sau đi Vinh Thái nha, gồm phần chuông nồi Vinh Thái nè, vết sơn nguyên là trắng đẹp nha. Đi full lại cho anh em là búa càng Vinh Thái, trắng mịn trong kinh anh full mới nha. Đó, full nguyên bộ nào của Vinh Thái luôn. Rồi, phần cái nồi trước mình đi là cặp trong nồi Vinh Thái nè, vết sơn nguyên là trắng đẹp nha, full mới vô xe. Đó, quá đẹp, full mới cho anh em luôn. Đó, anh em mà muốn làm bộ nồi Thái cho dòng Vision thì ghé bên độ xe Việt Nam. Mình sẽ lên cho anh em có hình bộ nồi ưng ý là chạy bao bền bao nhảy xe cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em Vision. Rồi chào anh em Vision nha, giới thiệu với anh em cấu hình làm cái bộ nồi full Thái luôn. Con này là thay full một nồi Thái nha. Tại vì cái nồi cũ bị dạng là thuộc nồi cháy chuông hết rồi. Đó hứa rồi nha, mình bỏ, mình đi chủ xe là full nồi Thái luôn. Thì đầu tiên anh em cho phần là 6 bi bando Nhật của phần chán bi ha. Bi thì nó có hai chiều, anh em để cho đít nằm dưới nha. Đó. Để đúng chiều không sợ mòn cái phần bi và mòn rãnh bi nha. Rồi thứ hai là cho trượt nồi vô, kẹp trượt thì ba trượt mới nha. Đó, ba trượt nồi mới. Mình sẽ cho phần cái chán bi. Đó, mình sẽ thử cho anh em luôn, bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Rồi mình tiến hành là cho phần cái cụm đầu trước vô nha, chén bi rồi bi với lại là ba chiều mới vô. Tới dây cura, dây cura thì nó có hai chiều, anh em để chiều chữ nằm ngoài nha. Đó, rồi mình tiến hành là cho mặt cái mặt nồi vô. Rồi tiến hành là bắn cái nồi trước rồi cho nồi sau vô. Nồi sau thì anh em thấy là chiếc Vision này nó đi cái phần cái bộ nồi nhỏ nha. Đó. Mình đi cái nồi Vinh Thái luôn, phun chuông nồi bố bát càng Vinh Thái nha. Đó, phun mới cho anh em tới lòng đền nồi sau, tới tán nồi sau nha anh em. Rồi tiến hành là bắn cái nồi sau đang thay lọc gió nha, lọc gió nha. Rồi tiến hành là bốc nồi, mình sẽ test cho anh em có hình bộ nồi Thái dành chiếc Vision nha, bao bóc cho anh em ha. Không bị tình trạng là tuột nồi lì nồi hao xăng nha. Con này thì chạy bị tình trạng là tuột nồi rung đầu, mình thay phun lẫn mình cái nồi Thái dưỡng xe nha. Gió Vinh Thái luôn đó, đó giờ tốt ha. Đó mình thay phun nguyên bộ nha, bao ok cho anh em đó. Anh em có nhu cầu làm bộ nồi Thái cho dòng Vision thì ghé bên độ xe Việt Nam, mình bao làm cho anh em nha. Đó có mình phun nồi Thái chạy bốc nhẹ, không bị tình trạng rung đầu, lẹ lên em ru nha, em ru nha, chạy xe là lướt gió thôi, không có nghe tiếng gì hết nha. Đó, em ru nhẹ nhàng. Đó. Mình bao làm nồi tay ga cho anh em là chạy bền lâu năm nha. Đó, rất giòn, không bao giờ bị tình trạng là ru. Anh em có nhu cầu làm nồi tay ga Vision AB thì ghé ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Mình có nhận làm nồi làm máy sơn si dọn chuyển cho anh em nha. Đó, phun cái nồi Vision ha. Rất giọt nha anh em. Đó, dít rồi lên thôi. Quá ok. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo cấu hình của bộ nồi nha. Chúng tôi là nồi của Vision nha.